Bữa nay vừa nấu ăn vừa bàn về chủ đề đa đảng nha. Bên này giờ là 7 giờ kém, 7 giờ tôi kém buổi tối đang chuẩn bị nấu ăn, đang nấu ăn tối. Đơn giản thôi, một món rau luộc, một món thịt rang dừa làm kiểu Việt Nam, thế là xong một bữa. Đơn giản, thấy không có cái gì phức tạp cả. Còn nấu nướng dĩ nhiên đàn ông nội trợ thì nó thế, nhìn có thấy ngứa mắt thì được. Miễn 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 bình luận về cái chuyện coi như là nhìn thấy ngứa mắt, nhất là chị em phụ nữ ha. Đấy, đàn ông bên này là vậy mà, có gì đâu mà chả cứ ở bên này ở đâu cũng vậy. Giờ là nấu ăn chút xíu nữa vợ đi làm về, con đi học về lại có cơm ăn đó, thế là xong một bữa ha. Còn nói tới chuyện đa đảng, nếu mà nói thật sự với các bạn là khi mà theo dõi cái lịch sử của các nước châu Âu, châu Mỹ này, họ giàu lên và nhờ đâu? Chả có nước nào nhờ lên vào giàu lên nhờ đa đảng cả, mà đại đa số đa đảng là chỉ có nát thôi. Những nước này người ta giàu lên là từ thời họ giàu lên là nhờ vào những, đầu tiên là phải kể đến là những cái phát minh sáng chế, đúng không? Họ phát minh sáng chế, họ có những cái công nghệ khoa học, đó là cái thứ nhất. Sau đó nữa là đi ăn cướp cả cái hệ thống thuộc địa từ châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin, tất cả là thuộc địa. Những cái nơi đó là mang lại sự phồn vinh cho họ chứ không đâu khác cả. Đấy, tất cả là nhờ vào thuộc địa, chả có nước nào đa đảng mà nhờ giàu được cả. Anh chỉ tôi nước nào nào? Đừng có nói Mỹ mà nhờ đa đảng mà giàu nha. Mỹ là cái gì hả? Mỹ, Úc, Canada, nó vẫn là thuộc địa của người da trắng, thuộc địa chứ không phải là đa đảng. Chứ người Mỹ ở đâu ra, trên trời rơi xuống à? Người Mỹ là xuất phát từ Nga, từ Đức, từ Pháp, từ Anh, từ những dân tộc đấy. Ba cái ông châu Á lèo tèo ăn nhầm gì, rồi người da đen bị bắt sang đấy làm nô lệ, cả cái hàng bao nhiêu triệu người da đen sang đấy là làm giàu cho họ, hiểu không? Để những người da trắng ở bên đấy ăn trên ngồi chốc. Tôi xin nói các bạn biết rằng người da nào cũng đều có giá trị của họ, và những người mà mở miệng ra nói chửi Mỹ đen nhé, những người ở Việt ở Mỹ chửi Mỹ đen nhé, tôi nói các anh biết nhé, người ta còn gọi các anh là diện gì các anh biết không? Người ta còn gọi anh là, ví dụ như Đức nó gọi là một mắt một mí, không? Đừng bao giờ coi thường người khác, dân tộc nào cũng đều là anh em trên thế giới này cả. Đấy là cái tôi được giáo dục như vậy. Tôi khác với các bạn, tôi khác với các bạn ở các bạn ở bên Mỹ, bên đấy đấy, thế hệ các bạn chuyên trị gọi là kỳ thị chủng tộc. Nhưng tôi khác, đối với tôi ngày xưa tôi đi học cùng với các màu da, tôi đi học trong trường kể cả bất kể màu da nào thì đối với chúng tôi đều là đồng chí, đều là anh em hết, không có ai là gọi ai là thằng này mọi đen hay cái gì, không có như các bạn đâu. Các bạn chỉ có tiêm nhiễm những cái luồng văn hóa độc hại vào đầu thì mới có những cái tư tưởng như vậy, và chính bản thân các bạn không nhìn lại mình xem là cái người kia người ta gọi mình như thế nào đấy. Và tôi nói các bạn biết rằng người, nói chung người da trắng họ giàu lên là nhờ vào thuộc địa, chả có đa đảng gì đâu. Còn bây giờ xem nhìn sang các nước châu Phi ấy, không nước nào tư bản bằng châu Phi đâu. Tư bản thực sự yếu tố nhà nước ở Đức đây, ở Đức, ở Pháp, ở Mỹ, yếu tố nữa nhà nước còn rất là nhiều, chứ sang châu Phi nhiều nước châu Phi tư bản thật sự chả có cái gì của nhà nước cả, tư nhân hết. Nhưng mà đấy, tại sao người dân ở bên nhiều nước đấy phải chạy sang đây để mà tị nạn, nhá? Các bạn biết vì sao không? Đấy, đầu tiên các bạn muốn biết thì phải tìm hiểu là trong số người tị nạn từ các nước châu Phi sang đây bao gồm thành phần gì.
Thì có thể thống kê thấy rằng, theo thống kê của Đức, người ta cho thấy rằng đại đa số là những người nông dân nhỏ, tiểu nông, rồi công nhân, nhưng mà đại đa số là nông dân. Tại sao nông dân lại phải chạy tị nạn? Ở Việt Nam nông dân 2 sào ruộng là có thể tạm thời đủ sống, không có cần phải đi đâu cả. Tại sao đi châu Phi lại phải đến mức độ như vậy? Bởi vì mất đất rồi, và các tài phiệt tư bản các nước như Đức vào đây chẳng hạn, những gà thịt lợn nhiều thứ ở bên này nó là những cái đồ thải họ mang sang đấy họ bán, và gà chẳng hạn, chân gà, đầu gà, cổ cánh, những thứ mà bên này họ không ăn họ tuồn hết sang đấy họ bán. Đó, họ bán ban đầu là họ bán với giá rẻ như cho không đấy, sau đó là như vậy là họ làm cho tất cả những hộ nông dân nhỏ bên đấy không ai có khả năng cạnh tranh cả đấy. Không ai khả năng cạnh tranh cả, từ phá sản tới phải bán đất để mà đi lên thành phố, ven thành phố để mà kiếm công ăn việc làm, lên thành phố kiếm công ăn việc làm, không có công ăn việc làm thì mới phải chạy sang tị nạn. Nguồn gốc người tị nạn là ở đấy, ở đâu bạn tưởng ở đâu ra hả? Người tị nạn là như thế đấy, ở bên đấy tư bản đấy, đa đảng đấy, các bạn xem không cần phải trích dẫn cái gì ra đâu, lên Wiki mà thầy tìm xem các nước từ Tây Phi các thứ, xem là Tây Phi, Trung Phi xem có phải là đa đảng không. Đa đảng đấy, họ tư bản thực sự đấy. Có giàu không? 100 năm nữa chưa đuổi kịp Việt Nam, may ra được mấy cái ông nhiều dầu mỏ như Nigeria gì đấy thôi, không? Nhưng mà cũng nay sống mai chết làm sao mà ấy được, không? Thế nên đa đảng có phải là mang lại giàu có đâu, không? Nó chỉ là cái bánh vẽ thôi, nó bánh vẽ thôi. Còn nói các bạn biết nha, bây giờ người ta bảo thế kỷ 21 là thế kỷ của châu Á. Thế kỷ của châu Á là ai? Thế kỷ của châu Á không phải riêng ASEAN đâu, mà đó là của Trung Quốc, ASEAN, Nhật Bản, tất cả các thứ nói chung. Mà nói chung Nhật Bản thì bây giờ cũng lụng bại mấy năm nay rồi, cũng phải không phải là có gì ghê gớm lắm đâu, không đấy, cứ ca ngợi đa đảng như mấy bạn ở Mỹ thì mấy bạn biết quái gì đa đảng đâu nữa. Toàn những diện được mấy ông già khú đế tiếng Việt còn người trà khạo nhóc nhãi ranh vắt mũi chưa sạch, được không? Chỉ được cái chửi bới là giỏi, chửi bới dùng beng xúc phạm người khác tôi không chấp, được không? Tôi như vậy thì chấp những diện đấy làm gì? Tôi coi họ như dưới, gọi là rác rưởi, được không? Tất cả cái bọn đấy tôi coi chúng nó như rác rưởi, không bao giờ quan tâm. Hay vào trang Facebook của tôi, YouTube, thứ chửi bới xúc phạm nó diện vô học mất dạy, càng thể hiện ra càng thấy cái văn hóa ghê tởm của họ. Cái văn hóa tôi không thể ngờ được là cái cờ vàng ba sọc đỏ ngày xưa nó lại đào tạo ra một cái hệ thống những con người kinh khủng như vậy được. Tất nhiên là bên cạnh có những cái người rất là giỏi, có người cũng rất là yêu nước đấy, cũng có người ở lại trong nước phục vụ, nhưng mà nó lại có đào tạo ra một cái hệ thống nhiều người khủng khiếp như vậy. Tôi không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng ra được là tại sao nó lại như thế, không lý giải được, quái lạ. Người ta tranh luận hay nói cái gì, dân chủ là phải chấp nhận sự trái chiều, chấp nhận những người khác nói khác về mình. Như ở Việt Nam họ phải chấp nhận các mấy ông suốt ngày lên chỉ trích lãnh đạo đảng phái, chấp nhận báo chí họ phải chấp nhận chứ. Đấy mới là dân chủ. Chủ các ông mấy ông ba que cái suốt ngày nghe ai nói gì khác là chửi rủa. Ôi trời ơi, nghe các ông tôi phát ngán lên được. Sợ quá.
không thể nào chấp nhận được ông, cái lời lẽ của ông nó vô học, nó bẩn thỉu. Nhiều ông tôi nghĩ ở ngoài đời chắc tuổi cũng lớn, chỉ còn lớn hơn tôi, nói theo cái văn hóa. Thật sự là không thể nào chấp nhận được. Tôi ở bên này sống bên Tây, học được Tây là đầu tiên là phải học được cái văn minh, thấy không? Sống văn minh không phải là chỉ sống riêng người với người đối xử, không phải chỉ học cách tự bản thân mình tự lực cánh sinh, mà phải còn phải học cách gọi là đối xử, đối nhân xử thế. Nói chung là nếu anh nào mà sang Tây đây mà không học được văn minh á, đối nhân xử thế, chẳng hạn cư xử với người này người kia, thấy không, thì tốt nhất về học văn hóa Tàu, văn hóa cổ của Tàu đó, lấy sách Khổng Tử mà đọc, thấy không? Nó còn văn minh lắm. Anh diện các anh không không theo được văn hóa phương Tây đâu. Tôi sống bên này, tôi ngày xưa tôi đi học với Tây, ăn ở cùng Tây, làm việc cùng Tây, tôi được giáo dục từ cách cầm cái đũa, từ cầm dao thìa dĩa cho tới cách ngồi ăn đấy, tất cả mọi cái. Không phải như các anh diện chắc là tị nạn chạy từ với cái thằng vất vơ chân đất mắt toét chạy sang đấy tị nạn, thành thử ra là toàn một lúc vô học, ăn nói mất dạy. Thấy bảo là đàn ông người ta giúp vợ con gia đình chăm sóc việc nhà, thấy không, lại bảo là hèn. Các ông